Hai chào mừng tất cả các bạn quay trở lại video làm đã nha. Ngày hôm nay tôi trong cái mục khám phá. Gì đâu ông nội? Cưa cây. Ám hoài à? Chưa đi học nữa hả? Nè. Siêu nhân. Ô siêu nhân. Mà nội cưa cây hả? Dạ. Đâu, em ơi mở mặt lên em ơi. Ôi, mặt giang cút. Ám hoài đúng không? Nghỉ học đi đi ám hoài. Hôm nay tức là cuộc trình khám phá, chúng ta sẽ đi bắt đầu đi tìm kiếm động vật. Đi trong cái đám này nè bạn. Đây cái này chúng ta đi thôi. Cái cưa. Cái này nó làm cái gì ở đây ta? Dưới đây không? Cưa cây. Ai chỉ mày cưa rồi? Con cưa trên mạng trên Facebook anh chú kia kìa cưa cây. Cưa cũng nãy hả? Dạ. Ai chỉ hay vậy? Ủa? Cái thằng này? Cưa vậy hả? Dạ. Ngồi hướng này cưa hướng này hả? Dạ. Học lớp mấy rồi? Lớp 2. Hai con trên YouTube lắm hả? Dạ. Không, làm tốt rồi đó, bà nội cứ cưa đúng không? Ôi trời. Học hành không có học, cứ coi bán trên mạng làm gì. Phá vừa thôi, cưa cây kiểu này là mày cưa cây kiểu gì đây? Ai mà khốn nạn chỉ mày cách cái cưa cây mà cưa cây khốn nạn mà thấy biết hại chết con người ta không? Thì con cưa lại lỡ mà nó gãy cây sao con? Cái này làm sao nó gãy được? Sao? À con ngồi phía này con cưa cái này là cái điều này gãy phải không? Cái này gãy đúng không? Cái này nó đứng yên đúng không? Đúng không? Coi trên mạng nó chỉ nhiều cái mệt ha. Dạ. Thôi xuống đi con. Được rồi con. Con đừng có làm ba cái nữa. Chú biết con tốt nhưng mà con đừng có phá quá. À, thời này virus nó cho đi cho nghỉ học khổ. Xuống đây. Ta ra. Ngu. Cưa cây rồi, dễ mà cắt cưa cây mà cưa ngu lắm kìa. Thế sao mày cưa vậy là mày cắt mày tự sát rồi. Sao dốt vậy hả? Phá vừa thôi. Kêu mượn đi cưa cây cho bà nội mà không cưa. Đi bắt chim. Đây chị bắt chim nè. Thế là cưa hư cái điều bà nội bà thấy bà chửi cho coi. Bà đâu chết rồi. Cái gì? Chú đặt nữa, siêu nhân nữa, ai mua cho đó? Con lắm hả? Rửa rồi hả? Rửa tốt à? Rồi. Chim đâu? Chim dưới mới cưa. Đó cả lưng. Đi vào trong theo mày nữa, để tao tưởng mày đi vào với bà nội rồi chứ. Anh ngờ đâu mà sẵn sàng. Ở dưới đây, ở trên đây có một con chim nè. Hồi nãy chú mới đi phát cảm thấy trên đây có một con chim nè. Dạ. Không? Dạ. Thôi lên cho tao thấy luôn đi. Chú bắt xem đi. Ở dưới đây nha, để chú. Dạ. Chú trèo lên chú bắt tụi chim xuống xem có gì đó không. Để lên theo. Dạ. Để lên. Dạ. Rồi. Sao dưới theo? Con đang đuổi chiến cho chú. Cây là đâu kiếm được đủ chi vậy? Có kiếm nhiều lắm chú ơi. Mày đủ đi. Mệt mỏi cái thằng này. Quên một tìm chim đây rồi nè. Ô cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy tao? Đủ kiếm gì tao? Ô ô ô. Mày chạy đi đâu? Má! Ai vậy nó cách mà chơi ngu mà ngu tàn nhỉ? Má!
chơi, nó chơi, má chơi. Ngu mà ngu thì thôi luôn. Má à, cái sau này nó cưới cây đây. À, cái thằng này bó tay rồi. Thiệt tình. Nghĩ sao mà có cây nữa không nhá. Má à, sao mày không đi học luôn đi, mày ở nhà hoài mày chơi. À, cái thằng này. Sai lầm. À, mày ám tao quá đó, tên cho tèo. Tèo là tèo. Đây lên nơi đầu chỗ mà nó về nhà tao mét ông già mà cho tao chích cha mày.